Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại Thì ở trong phần 1 của video thì mình đã chia sẻ cho mọi người một số những cái tin tức nổi bật trong những ngày vừa qua liên quan đến cái việc sản dịch OKX và sàn giao dịch Hobi đúng không ạ? Cấm người dùng từ Trung Quốc và cái tình hình on-chain ở cái thời điểm hiện tại nó là như thế nào thì các bạn hãy xem lại cái video phần 1 để có thể có được những cái thông tin này Còn ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái thông số, những cái dữ liệu ở trên cái chart đồ thị của Bitcoin và mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải rất là quan tâm tới những cái số liệu này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát cái trạng đồ thị của Bitcoin trên khung monthly đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta quan sát ở trên khung monthly thì các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ còn 7 ngày nữa là cái thanh nến tháng 5 này nó sẽ đóng cửa. Và ở cái thời điểm hiện tại, các bạn có thể thấy là cái thanh nến nó giảm nó đang hình thành rất rõ ràng và cái thân nến nó đã bao phủ hoàn toàn hai cái thân nến trước đó. À, cái thời điểm này cho chúng ta thấy rằng cái sức mạnh của cái sóng giảm này đã và đang diễn ra ở trên thị trường là vô cùng lớn. thì ngoài những cái tín hiệu thể hiện cái xu hướng giảm giá của thị trường mà mình đã từng phân tích ở trong cái video trước trên những cái chỉ báo ví dụ như là RSI hay là South RSI thì chúng ta có một cái tín hiệu đáng chú ý nữa đó là đường trung bình MA9. thì cái thanh nến tháng của Bitcoin đang tiếp cận rất là sát với cả cái đường hỗ trợ này khi mà cái thanh nến nó đang duy trì ở ngay trên đường MA9. Uh, phản ứng của đồ thị Bitcoin với cái đường trung bình này sẽ là một cái tín hiệu, mình nghĩ rất là quan trọng đối với cả cái xu hướng của thị trường trong uh, thời gian uh, dài hạn là quyết định xem là cái uptrend nó có còn diễn ra hay, không hay downtrend nó bắt đầu diễn ra rồi. Nếu mà Bitcoin phản ứng tích cực với cả cái đường hỗ trợ và có cái mức giá uh, đóng cửa của nến tháng nằm trên đường MA9 thì uh, đây có thể sẽ chỉ là một cái tín hiệu để mà đường giá nó test lại cái đường hỗ trợ này và khả năng là Bitcoin sẽ bật lên khi mà kết thúc cái việc test lại này. Ngược lại nếu mà thanh nến tháng có cái thân nến cắt qua đường trung bình MA9 thì nó sẽ là cái tín hiệu không tốt đối với cả cái xu hướng tăng trưởng cho cái lần này của Bitcoin. Và chúng ta sẽ cần phải tiếp tục theo dõi phản ứng của thị trường với cả cái đường MA9 trong uh, tuần tới, nó là như thế nào trong hết cái tháng này, thậm chí là chúng ta phải xem theo dõi cái diễn biến ở trong tháng sau thì chúng ta sẽ biết được uh, chắc chắn là cái xu hướng trong dài hạn nó sẽ diễn ra như thế nào, đúng không ạ? trên khung weekly các bạn có thể thấy là nó thể hiện rõ hơn cho chúng ta cái câu trả lời cho cái câu hỏi là liệu cái việc mà bitcoin giảm giá mạnh và đâm thủng những cái hỗ trợ quan trọng nó có phải là cái tín hiệu bước vào cái thời kỳ downtrend hay không thì nó sẽ thể hiện mình thấy là tương đối rõ thì sau khi mà chúng ta đóng cái nến tuần vừa rồi đúng không ạ thì cái nến tuần nó chính thức nó đã đâm thủng qua đường ema 34 và ở đây là một cái tín hiệu thực sự là không tốt ở trên khung weekly vậy thì trong thời gian tới điều gì nó có khả năng nó sẽ có thể xảy ra thì mình đã tìm hiểu những cái dữ liệu cho hai cái lần uh, uptrend trước đó của uh, của bitcoin để mà mình, mình đưa ra cái sự so sánh cho các bạn tham khảo. thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái phản ứng của đồ thị bitcoin trong cái đợt chu kỳ tăng giá vào năm 2013, đúng không ạ? thì cái yếu tố đầu tiên dự báo được cái xu hướng giảm của thị trường đến từ cái việc bitcoin sẽ phá vỡ qua hai đường trung bình ema 21 và ema 34. tuy nhiên thì việc bitcoin phá vỡ qua hai đường hỗ trợ này nó chỉ là cái tín hiệu để mà gọi là báo hiệu cho cái sự khởi đầu của một cái xu hướng downtrend thôi, chứ nó không phải là cái tín hiệu xác nhận chắc chắn là downtrend nó đã diễn ra, đúng không ạ? Các bạn lưu ý cái điều này giúp mình. Thì sau khi mà phá qua hai cái đường hỗ trợ cứng thì nó không đi vào cái trend giảm ngay lập tức mà uh, nó đã được đỡ bởi cái khu vực 400 400 đô la. Giá nó đi sideways rồi sau đó có cái nhịp hồi trở lại. Phải đến lần thứ hai sau khi mà đâm thủng hai đường EMA thì giá nó mới tụt ra khỏi cái đường hỗ trợ này và đi vào cái trend giảm và chính thức là hình thành liên tiếp những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đúng không ạ? Tương tự thì chúng ta sẽ nhìn vào cái giai đoạn của năm 2017, thì sau khi mà đâm thủng hai cái đường EMA thì giá tiếp tục phản ứng với cả cái vùng hỗ trợ tại cái mức giá 5.800 đô và sau đó có cái nhịp hồi lên. À, sau cái nhịp hồi này thì giá tiếp tục tạo cái đỉnh thấp dần và cuối cùng là tụt ra khỏi đường hỗ trợ và đi vào cái trên giảm. Như các bạn có thể thấy là ở đây là cái kịch bản này đã xảy ra trong cả hai lần uptrend trước đó. Và nếu như cái kịch bản này tiếp tục lặp lại thì cái điều mà chúng ta đang uh, chờ đợi trong thời gian tới đó sẽ là giá nó sẽ tạo ra một cái vùng hỗ trợ tạm thời bên dưới hai đường EMA và sau đó nó sẽ có một cái nhịp hồi tăng trở lại đúng không ạ? Tuy nhiên nếu theo những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đây có thể sẽ là một cái nhịp hồi cuối cùng để mà chúng ta có thể thoát được những cái ancoin và với Bitcoin trước khi giá uh, sau đó nó sẽ tạo theo cái mô hình là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và cuối cùng là đi vào cái uh, chu kỳ downtrend đó. Ngoài ra thì một số cái trường hợp nữa mà chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý Đó là sau khi mà phá vỡ được cái đường EMA 34 ấy, Thì đồ thị giá của Bitcoin có cái tín hiệu bật lên Nhưng lại chỉ tạo được một cái đợt điều chỉnh nhỏ à, Khi mà test lại cái đường hỗ trợ cũ à, Tín hiệu này thể hiện là thị trường đã xác nhận Cái đường trung bình EMA là khu vực kháng cự mới Và sau đó sẽ di chuyển theo xuống downtrend bên dưới cái đường kháng cự này à, Sáng nay thì cái thanh đến tuần nó đã đóng cửa mức là 34.500 Và nó có à phản ứng với khu vực fibo 0.786. Thì đây là cái khu vực mà thị trường thường diễn ra một cái sự đảo chiều thế nên là Bitcoin có cái phản ứng uh, rút dâu tại cái khu vực fibo 0.786 mình cho rằng là một cái tín hiệu tốt và có khả năng là cho thấy là Bitcoin này sẽ có thể có được cái sự uh, phục hồi trong trong cái tuần này. Đó và đó cũng sẽ là cái uh, cơ hội để mà chúng ta có thể Uh, chốt những cái an coin chúng ta đang nắm giữ và có thể chốt được cái uh, Bitcoin nếu như các bạn đã bắt được ở cái khu vực uh, từ uh, 32 đến 34 ngàn thì uh, bản thân mình thì mình vẫn ủng hộ cái cái phương án này mình nghĩ rằng là Bitcoin sẽ uh, có một cái nhịp uh, hồi lên uh, chưa, chưa, chưa biết là chúng ta có thể hồi lên được vùng tầm khoảng 60.000 không, nhưng mà mình nghĩ rằng là hồi lên được vùng quanh vùng từ 45 cho đến 50.000 là hoàn toàn là cái điều mà có cái khả năng diễn ra. Bởi vì trong quá khứ khi mà thị trường có những cái đợt điều chỉnh từ 40 cho đến 50 trăm thì sau đó nó sẽ đều có những cái pha phục hồi trở lại. Đó là cái điều nó đã diễn ra rất là nhiều lần ở trong quá khứ rồi. Bởi vì khi mà thị trường tăng, các bạn có thể thấy là khi mà thị trường tăng chúng ta sẽ có những cái pha điều chỉnh sau đó tăng tiếp và khi khi mà thị trường giảm nó cũng như vậy nó sẽ không giảm một mạch à, xuống 10 ngàn hay xuống 20 ngàn lập tức đâu mà nó sẽ có thể nó giảm sau đó nó sẽ có những cái nhịp hồi và sau đó nó sẽ à, giảm tiếp thì đó là có đó vẫn là những cái cơ hội để chúng ta có thể à, kiếm được lợi nhuận nếu mà các bạn bắt được ở những cái vùng giá tốt đúng không ạ à, bây giờ chúng ta sẽ đến cái khung thời gian là khung daily thì ở trên khung daily chúng ta lại đang có một cái mô hình vai đầu vai giảm Uh, mô hình này được hình thành sau khi mà đô thị giá nó phá vỡ cái đường cổ của cái mô hình này và bitcoin vẫn đang di chuyển theo cái xu hướng giảm giá và hướng tới khu vực uh, 30.000 đô trong tuần trước khi mà giá nó đã nhiều lần rút dâu tại khu vực này thì uh, kết hợp với cả khái hành động giá diễn ra trước đó thì đây sẽ là cái khu vực hỗ trợ uh, mình nghĩ rằng là quan trọng và uh, mình kỳ vọng là bitcoin sẽ kết thúc cái sóng giảm hiện tại và tại khu vực này và nó sẽ bật lên từ từ cái 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 vùng giá này thì hiện tại Bitcoin đang sideways trong cái khu vực từ 30 cho tới 40 ngàn Tuy nhiên thì đang có cái tín hiệu phục hồi trở lại để mà quay lại được cái xu hướng uptrend ấy thì cái điều mà chúng ta cần sẽ là đồ thị giá sẽ phải vượt qua được những cái vùng kháng cự cứng ít nhất là ở vùng 37.700 tương đương với cả cái đám mây Kumo. Phải quay lại cái đám mây này thì giá mới có thể có cái xu hướng tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên thì đây vẫn chưa phải là cái vùng giá quan trọng nhất mà cái vùng giá quan trọng ở hiện tại mình nghĩ rằng là sẽ là cái vùng đỉnh 40.000 đô sau khi mà phá qua khỏi cái vùng giá này vào tuần trước thì nó đã trở thành một cái vùng kháng cự mới và nó đang ngăn cản cái đà uh, phục hồi của Bitcoin và đây cũng là cái khu vực phía trên của cái đám mây Kumo uh, sau khi vượt qua được cái mức giá này thì uh, chúng ta mới tính đến những cái target cao hơn uh, là 5.000 đô hay 60 000 đô tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là sẽ tương đối mất thời gian để mà có thể giá có thể phục hồi ngay lại đến cái vùng này ngược lại trong cái trường hợp mà Bitcoin tiếp tục phá qua những cái vùng hỗ trợ cứng ví dụ như là 30.000 khả năng cao thì Bitcoin sẽ tiếp tục uh, có cái sự sụt giảm giá và cái vùng hỗ trợ gần nhất dưới 30.000 chính là cái vùng uh, 20.000 uh, Tuy nhiên thì mình đánh giá khả năng này xảy ra nó sẽ uh, thấp hơn so với cái khả năng mà chúng ta sẽ có được một cái nhịp uh, phục hồi vì thông thường khi mà Bitcoin tụt giảm uh, đến từ 40 đến 50% thì thì theo quá khứ nó tất cả những cái lần sụt giảm như vậy nó sẽ đều có những cái sóng hồi lên thế nên là mình đánh giá cái khả năng Bitcoin phá qua vùng 30.000 và tiến tiếp đến vùng 20.000 sẽ là khả năng có uh, ít, nó sẽ ít xảy ra hơn so với cả khả năng trước đúng không ạ đó. Nói chung là ở trên kể cả những cái khung dài hạn và ngắn hạn thì chúng ta đều thấy được những cái dấu hiệu đầu tiên của cái downtrend và hoàn toàn cái cái mốc giá 64.000 đô sẽ là cái mốc giá cao nhất của cái đỉnh của, của cái đợt uptrend vừa rồi và bây giờ mình nghĩ rằng là thị trường sẽ bắt đầu đi vào một cái xu hướng mới và xu hướng ở trong thời điểm hiện tại nó sẽ rất là khó để mà các bạn chơi đặc biệt là với những cái bạn mới và cái thời điểm hiện tại nó không phải là cái thời điểm để các bạn mua để mà hâu trong lâu dài đâu. Các bạn kể cả mua ở thời điểm này các bạn hâu 1 2 năm chưa chắc là các bạn đã hòa vốn, chưa đừng nói là lãi. Mình hoàn toàn nghĩ rằng nếu mà giá của Bitcoin nó đi vào downtrend ấy, downtrend của Bitcoin nó sẽ thường kéo dài tầm khoảng 2 năm thì ờ nó giảm về những cái vùng giá dưới 20.000 dưới 15.000, 10.000 là cái chuyện mà hết sức là bình thường vì điều này nó đã diễn ra ở trong quá khứ rồi. Và từ 20.000 chúng ta về được vùng 3.8 thì có lý do gì vùng 64 ngàn chúng ta không về được cái vùng 10 ngàn đúng không ạ? Thế nên là về dài hạn, nếu mà Dow Trend thực sự diễn ra thì uh, mình nghĩ rằng nó sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm và uh, cái mức giá hiện tại nó cũng chưa phải mức giá tốt để mà chúng ta mua trong trong lâu dài mà mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đợi một khoảng thời gian cũng tương đối lâu để chúng ta có thể có được những cái vùng giá đẹp đó là với những cái bạn nào mà gọi là có ý định mua để mà hâu trong lâu dài còn thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta bắt được những con sóng hồi chúng ta ăn lợi, kiếm được lợi nhuận thì nó vẫn vẫn ok không có vấn đề gì cả nhưng, nhưng tuy nhiên thì nó sẽ khó hơn so với cả cái giai đoạn uptrend à, cái giai đoạn uptrend là cái giai đoạn thị trường đi lên nó sẽ kiếm lợi nhuận dễ hơn là là cái giai đoạn là downtrend đặc biệt là đối với những cái bạn đánh spot thì nó sẽ càng khó hơn nữa với các bạn đánh margin thì nó sẽ đòi hỏi cái kỹ năng của các bạn nó nó nhiều hơn. Nó nói chung là kiếm tiền ở trong giai đoạn downtrend luôn luôn là khó hơn up uptrend, tuy nhiên chúng ta không phải là không có cái cơ hội đúng không ạ? À, ok thì uh, đó là cái nội dung của video phần 2 và ở trong cái phần 3 thì mình sẽ cập nhật cho bạn cho các bạn những cái thông tin ở trên những cái chart đồ thị của những cái altcoin điển hình như là ETHS hoặc là ADA các bạn hãy xem tiếp cái video phần 3 để có thể có được những cái thông tin này.